Zimonu xin giới thiệu sản phẩm máy quay mới ra mắt của Sony PXW Z190V. Có một số người hỏi là tại sao lại có Z190 và một Z190V. Thì thực sự là nó khác nhau ở cái giải băng tầng truyền sóng Wi-Fi. Ở Z190 thường thì chỉ có một băng tầng 2.4, nên đến Z190V. Đây, chúng ta nhìn thấy model Z190V thì giải băng tầng truyền sóng Wi-Fi giữa các thiết bị hoặc có thể điều khiển hoặc có thể lấy hình ảnh trực tiếp ra, sẽ gồm thêm 3 băng tầng 5.3, 5.4 và 5.8. Điều đó thì thực sự là quan trọng so với Việt Nam mình, bởi vì thị trường Đông Nam Á nói chung là dùng chuẩn Wi-Fi 2.4 là phổ biến với mức là 2.5G. Về cơ bản thì Z190 cũng không có ngoại hình, không có gì thay đổi nhiều so với là X160 là tiền bối của nó, ngoại trừ những cái điểm quan trọng nhất là đây 4K. Và 4K này không giống như cái 4K ví dụ là như con máy quay Handycam X100 hay là X40 cũng 4K, nhưng đây là chiếc là máy quay 4K đầu tiên trên thế giới là sử dụng 3 cảm biến SMOD Error, 3 cảm biến CMOD. Đây nó đem tới là cái độ phân giải chi tiết lớn nhất cùng là hệ thống lens Sony G cao cấp 25x, tương tự như là từ 2.8 cho đến vô cùng là việc zoom hình ảnh không bị crop trên cảm biến bây giờ với Sony đã thành hiện thực. Một cái nữa là đây các bạn nhìn thấy là dòng chuyên nghiệp thay thế cho dòng X PXW, nên đây cân bằng trắng hay chỉnh nhiệt độ màu preset game được chỉnh hết bên ngoài và bright ND filter ở đây có clear và 3 stop ở đây. Nhưng mà với công nghệ của Sony trên Z190 thì là độ cản sáng chi tiết sẽ được từ 1/4 ND cho tới 1/128. Điều này lợi thế lớn nhất là ở miền Bắc của Việt Nam mình là ánh nắng gay gắt, thì cái độ chuyển đổi ND này nó sẽ tự động chuyển đổi làm cho hình ảnh trở nên không bị gọi là màu sắc bị bàng bạc và hình ảnh sẽ sắc nét hơn. Ngoại hình thì chúng ta thấy là không có gì thay đổi nhiều so với VXVK. Hai khe thẻ, các cổng kết nối, cổng multi USB, HDMI hoặc SDI, lại thêm USB. Thay đổi lớn nhất của Z190 nằm ở cái cảm biến 4K, 3 cảm biến 4K. Em lại chất lượng hình ảnh đẹp. Ok, đi kèm theo máy đương nhiên rồi, ngoại trừ dây dợ lằng nhằng thì chúng ta có một gọi là sạc xịn BCU1A. Con này ai làm mất mua lại sẽ mất khoảng tầm 4-5 triệu. Và một viên pin BPU30. BPU30 sẽ cho các bạn quay một thời lượng khoảng tầm 1 tiếng 3 phút cho đến 1 tiếng 17 phút, tùy thuộc vào cái môi trường ánh sáng khiến cho cảm biến nó phải hoạt động nhiều hay ít, rung ra rung vào nhiều. Mắt mèo rất là đặc, phụ kiện kèm theo của Sony thì chưa bao giờ rẻ. Các USB, jack, thực ra là các USB bây giờ là gọi là cho có chứ chúng ta thực sự không cần thiết. Bởi vì với chuẩn kết nối, 4 chuẩn kết nối Wi-Fi 2.4G, 5.3G, 5.4 và 5.8 thì việc truyền qua băng thông Wi-Fi còn nhanh hơn các bạn kết nối với máy tính. Vì kết nối máy tính ở đây cũng chỉ ở chuẩn 2G, chuẩn 2.0. Cổng ở đây là có cổng này input TC hoặc SDI out, cũng như là cổng kết nối USB. Đây là cổng multi, là dùng để
Đây, USB 3.0 các bạn có thể cắm trực tiếp USB. Đây, cắm trực tiếp được cổng 3.0 để lấy dữ liệu nhanh. Và cổng đây là multi. Đây, ở đây tắt bật chúng ta sẽ giấu kín ở dưới phần viewfinder điện tử. Viewfinder điện tử thì thông thường cũng có một cảm ứng tự động tắt khi các bạn đưa mắt vào, tự động tắt màn hình LCD ở bộ phận cảm ứng. Về thiết kế Sony thì giống nhau rồi, đều là trên bảng tay cầm có nút joystick, nút ghi, zoom hình nhanh, ở phía trên là zoom hình tốc độ chậm, đây là focus, MG và direct và menu nhanh. Cũng giống như tất cả các dòng máy cai chuyên nghiệp của Sony khác, hai input cho đường âm thanh in sẽ nằm ở bên phía cạnh phải bên trên của máy. Nấc thiết lập chi tiết cho âm thanh sẽ bao gồm ở đây, chúng ta mở ra để điều chỉnh. Đóng lại thì chúng ta sẽ chỉ nhìn được nó đang ở vị trí nào, tránh tình trạng đang thao tác ghi hình chương trình chúng ta có thể bị chạm tay vào làm bị thay đổi đi thông số, bắt buộc phải mở ra mới có thể chỉnh được. Còn các chức năng khác như Z-bar breaking, video silent monitor hay shutter on, cái video silent monitor này nó chỉ quan trọng với điều kiện là các bạn là dùng các nhiều hệ thống màn hình khác nhau, thay vì LCD các bạn ra màn hình thì mới quan tâm đấy. Còn lại là cái này gần như không bao giờ sử dụng đến. Tính năng của nó như chúng tôi đã nói, quan trọng nhất 3 cảm biến 4K, ghi hình trực tiếp, zoom, không bị crop trên cảm biến. Sự thay thế xứng đáng, nhưng mà với một cái giá cũng xứng đáng cho Sony Z 190.